Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Real Gaming. Ngày hôm nay thì Banana Free Fire mở chúng ta quả cúp độc lang chiến. Độc lang chiến. Ok, mình đã thi đấu xong vòng loại rồi. Thì một số bạn có hỏi là mang kỹ năng độc lang chiến như thế nào cho nó hợp lý. Thì theo mình ấy, thì combo mình sẽ mang theo con Tatsuya. Đấy, mình vẫn thích cái combo búp giáp bất tử. Đấy, búp giáp máu nhiều bất tử đến từ Tatsuya này, Sonya này. Đấy, thì mình sẽ lấy con Tatsuya nhá. Trận đầu tiên thì mình quên mất, may mà vẫn thắng. Đấy, may trận đầu tiên gặp ông ngáo đét đè vẫn thắng anh em ạ. Đấy, để xem hôm nay có được nâng cúp không nhá. Ok, thì mình sẽ lấy Tatsuya này, Sonya này, để có cái khả năng trade sát thương, trao đổi sát thương mà thắng được đối phương. Tiếp theo mình sẽ mang theo con Wolfra để giảm 10% bị headshot. Đấy, đôi khi tự nhiên cặp bông kéo đầu hay thì toang luôn. Đấy, ta mang theo Wolfra nhá, tại vì Wolfra thì cái hiệu ứng nó được kéo dài trận này có trận khác. Tiếp theo thì mình sẽ mang theo con Sunny để mình búp giáp, tức là khi mà các bạn dùng Tatsuya các bạn sẽ búp được thêm 150 giáp đến búp được 50 giáp đến từ kỹ năng của Sunny, rất là ngon. 50 giáp nhiều phết đấy anh em ạ. Đấy, 50 giáp là đỡ được phải độ 3-4 viên đạn đấy. Và cái con pet mình sẽ mang theo con rùa bảo kê. Đấy, tại vì con này nó sẽ giảm sát thương từ đằng sau lưng. Đấy, thế nên là anh em thử cái combo này xem hiệu quả không nhá. Nào, xem bán kết gặp ai nhỉ? Rồi, trận bán kết. hành trình độc lang chiến. Tôi chưa chơi cúp này bao giờ. Hình như tôi chưa chơi cúp này bao giờ. Đấy, tôi cũng thử xem là với cái cúp này hôm nay mình có nâng được cúp trao nhặt được huy chương không. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí Ori cả kia streamer gà nhất Việt Nam. Đâu rồi? Đây rồi. Ui, nó sấy à. Sấy kinh ơi. Xin nhẹ cái đầu. Sấy động kinh ơi. Nhưng mà chưa phải đối thủ Ori. Chưa phải đối thủ của Ri cà khịa nhá. Chưa phải đối thủ của mình rồi. Ngon rầu. Tất nhiên là chơi cái này thì anh em mà có súng càng khỏe thì càng ngon. Đấy, skin súng càng xịn thì càng có mình lợi thế. Còn nếu mà không có skin súng xịn thì nó hơi khóa. Đấy, tất nhiên là có skin súng xịn thì càng tốt. Đâu rồi, đây rồi, ôi, sấy, chạy kìa. Chạy đâu bạn ơi? Quê keo hồi máu. Đục keo luôn. Nhà không thiếu gì ngoài đạn nha. Đấy, thực ra thì chơi cái này ấy, ở lượt chọn súng anh em chỉ cần chọn một súng thôi, tránh chọn hai súng dễ bị lật kèo lắm. Chọn một súng chúng ta bắn đối phương, nhiều khi mà chúng ta có lợi thế đấy thì là còn ngon. Chứ còn nếu như mà chúng ta bắn mà bị hụt lợi thế hơn so với đối phương thì nó lại không ngon một tí nào. Thế nên là theo tôi ấy, là anh em nên gọi là chơi một súng thôi. Đấy, đấy là theo tôi khuyên thật nhá. Đấy, chứ còn các bạn không nên chơi hai súng. Ôi, chơi chó gòn đấy là không được rồi. Bạn ấy chưa master chó gòn rồi. Để mình dạy bạn chơi, để mình dạy bạn chơi. Ngon ngay anh em ạ. Và toang ngay. Đâu rồi, con Thảo nữa ra đây cậu xử lý. Cậu có những pha xử lý. Nào, lên. Đây. Chơi cả mang cả AWM theo thì tôi nghĩ là không giòn đâu. Đấy, trốn ạ. Thua 3-0 xong đi trốn ạ. Trời ơi, thua 3-0 xong đi trốn kìa. Trốn nào được bạn ơi. Bạn trốn này không hay đâu. Rồi, ném này. Các bạn có thể mang theo con khỉ cũng được nhá. Nhưng mà mình thấy là thật ra map nó bé. Thật ra không muốn mang theo con khỉ, ném lựu cũng đã gần đến chỗ địch rồi. Thế nên là có một số bạn thì sẽ mang theo con pet khỉ. Theo mình nghĩ là không cần. Và các bạn có thể mang theo con pet long thần cũng được. Con pet long thần nó sẽ đánh dấu đối phương lúc mà đối phương đang hồi máu ấy. Cũng khá là hay. Thì mình sẽ kiểm soát được di chuyển đối phương. Đấy, nó chạy đâu rồi nhở? Và trốn đâu rồi nhở? Đây ơi, thập thò với chúng tôi này. Lúa ra đây xin nhẹ cái đầu. Bạn lại còn chọn AWM cho tôi, sai lầm của cuộc đời bạn còn gì nữa.
sai lầm cuộc đời gì nữa. Đấy, à đến lượt mình chọn súng này. Mình cứ chọn M104 đây nhỉ. Đấy, có súng màu to khỏe mình chiến thôi. M104 huyết hỏa, mình làm bố có loại bố. Đấy, địch có lông không cái vào xỉa nó cái nằm luôn. 50 win chẳng chặt. 50 win chẳng chặt luôn. Đấy, 50 win chẳng chặt. Đấy, làm sao? Ôi chết rồi. Nhầm. Thôi, hắm rồi. Ui, tự nhiên bắn hay nhỉ. Tiên là bạn hay nhỉ? Tự nhiên nó lại giật cúp mình à? Thầy đã mang theo Skyler. Và thầy mang theo Skyler Maro. Thầy mang theo bộ kỹ năng nó không phù hợp lắm. Bạn phải mang theo kỹ năng phòng ngự. Đấy, mang kỹ năng thủ chặt. Thủ thật chặt để mà có thể chiến thắng được. Đấy, đâu rồi? Ha, đây rồi. Bạn lướt tôi á? Bạn lướt tôi á? Xin nhẹ cái đầu. Phun nam đỏ. Phun vàng hay phun đỏ? Xin được phép thưa là phun đỏ ạ. Trận bán kết đã có chiến thắng. Đấy, chiến thắng bán kết rồi anh em. Đấy, ngon. Đấy, ok. À, như vậy là bán kết mình cũng đã là người chiến thắng. Gà nhất Việt Nam là ta. Ông nào mà thua gà nhất Việt Nam thì hơi kém đấy. Rồi, trận chung kết đang chờ trước mắt thôi. Trận chung kết đang chờ trước mắt. Trước đó các bạn đừng quên là có thể ghé qua Riaki Store. Đây là bán rất nhiều bộ tai nghe giúp bạn chơi FIFA tốt hơn. Bên cạnh đó thì mua một tai nghe sẽ giúp cho sẽ có cho chúng ta đó là một mã giảm giá, một quả tản nhiệt tặng ngay bao tay memo kéo tâm vô đầu hết nước chấm nhá. Đấy, mình bắn nó khá lên cũng là nhờ có tai nghe xịn, nghe tiếng chân của địch nó ok hơn. Đấy, hoặc anh em có thể tham khảo đường link mô tả ở dưới phần ghim hoặc dưới phần comment nhá, mô tả ở dưới phần comment luôn. Ok, bây giờ sẽ là hành trình đến với ngôi vô địch. Nhưng mà mình vừa rồi mình thấy là mang theo Wolfra nó hơi bị bất lợi một tí. Đấy, mang theo Wolfra nó chỉ được 10% thôi. Mình quyết định là sẽ đổi về Hayato. Đấy, mà mình nghĩ là combo búp giáp từ Tatsuya Hayato này vẫn cứ là ngon. Bây giờ xem thằng địch. Đấy, chung kết. Đấy, hành trình vô địch. Chung kết. Đấy, đến từ Ri. Hành trình vô địch ảo. Chung kết rồi. Không còn đường lùi nữa rồi. Chung kết rồi, mình sẽ cố gắng chiến thắng trận chung kết này nha. Để lấy được cúp. Đấy, phải có cúp chứ. Phải có cúp chứ. Đấy, đúng không anh em? Đúng rồi. Đấy, MP5 trong tay, rồng bay phượng múa. Đấy, may. Ui thằng này bắn hay quá. Ui thằng này bắn hay quá. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Gặp cao thủ đầu mưng mù rồi. May, chết rồi, mất luôn là Sonya rồi. Chết tôi rồi, mất luôn cả Sonya rồi mà không lật được kèo. Trời ơi, hóng rồi. Gặp thằng này nó bắn may quá mà nó cũng mang Tatsuya, nó cũng có lướt anh em ạ. Trời ơi, hóng rồi. Lận trận này hao tu thắng đây. Làm sao để thắng. Lướt với chúng tôi. Thằng này nó mang kỹ năng Antonio anh em ạ. Nó mang kỹ năng Antonio nên là nó có lớp 40 giáp đầu tiên. Nói chung là cũng biết chơi, cũng theo meta đấy, không phải đơn giản đâu. Nó có 40 giáp tự hồi. Bắn nó rất là khó chơi. Đã thế cậu sẽ chơi đó là súng phun lửa. Right, súng phun lửa này xuyên giáp luôn. cay thật đấy. Trời ơi, mình bị mất quả Sonya chí mạng quá anh em ạ. Mất quả Sonya hơi chí mạng ấy. Mày, ôi, thằng này bắn hay ấy. Lướt qua mình luôn ạ, lướt qua đời nhau luôn ạ. Mày làm sao, full nam đỏ. Chưa chết nhở, ôi chú xong rồi. Bắn hảo thế nhở. Xong rồi, tỷ số nâng lên là 2-1 dành cho địch rồi. Hắm rồi, nó mang, ôi chết rồi. Nó mang theo cái con Antonio lợi quá. Nó lợi được 40 đam so với ở mình ạ. Đùa, cay rồi. Cay ấy nhở. Trời, chẳng lẽ đứt gánh trước cửa thiên đường à. Hỏng hẳn. Trời ơi, bạn ơi, đừng bạn ơi. Ôi, làm sao full nam đỏ chết kìa. Full nam đỏ mình lợi đam nó rồi. Thằng chết. Ui. Ảo thế nhỉ? Trời ơi, ảo thật đấy. Tôi đã bị dẫn đến tỷ số 3-1 rồi. Bây giờ làm sao để chiến thắng đây anh em? Làm sao để chiến thắng đây? Hỏng rồi, đến lượt nó chọn súng nữa chứ đấy. Đến lượt nó chọn súng chết rồi. Hỏng rồi. Tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng trong trận chung kết. Và chẳng lẽ nước mắt lại rơi, cuộc chơi kết thúc ở đây chăng? Ôi, hai khẩu 18 AB. Thôi xong rồi. Bạn lại chọn sở trướng của mình. Mày, một viên và đít. Nào, làm sao. Bạn đó đây. Bạn lúa đây. Bạn chọn đúng sở trường của tôi rồi. Cứ 1, 2, 3 đam mà vã vào mồm.
trở lại căng thẳng anh em ạ. Mình không thể để nó dẫn mình 4-1, nó dẫn mình 4-1 là áp lực rất là lớn, không thể nào mà mình làm gì được. Đấy, mình phải cân bằng tỷ số, mình phải rút ngắn và cân bằng tỷ số. Áp lực rất lớn luôn, áp lực quá lớn đến từ vị trí của Riaki. Nào, vẩy à. Mày ra đây, vẩy ở phát là mồm. Mày ra đây. Mày không chịu tiến ra giữa bản đồ nha, mày cứ ôm cái chỗ ấy đi. Mày cứ ôm chỗ ấy đi. Nào, mày chạy ra đây. Mày ra đây. Mày cứ ôm chỗ ấy đi. Bó đến mâm rồi. Mày ôm chỗ ấy đi. Ôi, nó bắn đâu thế nhở? Nó bắn nào đây? Ôi, trời, lướt đến gần mình rồi. Nó lướt. Máu tuần đi qua anh em ạ. Mình còn lướt. Mình không phải sợ, cứ bình tĩnh ạ. Bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng, được rồi. Cận chiến luôn. Hay quá, tỷ số rút ngắn còn 2-3. Căng thẳng quá anh em ạ. Đấu cúp căng thẳng thế nhỉ. Trời ơi, đấu này căng thẳng hơn đấu ranh nhiều. Trời ơi, đấu trí thật sự ạ. Căng thẳng quá, tôi không ngờ trận đấu răng chiến cúp nó lại khó như thế này. Mày, một viên mồm, một viên vào mồm. Chưa vào mồm, nó bắn vào mồm mình. Hai thằng mất máu như nhau, nhưng mà mình mất ít hơn một tí là tại vì mình có kỹ năng của Hayato nên là bắn nó trước mặt mình mất ít máu hơn. Đấy, còn nếu mà mình có kỹ năng con rùa thế nên là nó bắn vào lưng mình mất ít máu hơn, nên mình không sợ bị móc lốp. Đấy, mình không sợ bị móc lốp anh em nhá. Nào, lú cái đầu lú ra đây. Căng thẳng quá. Run hết cả tay rồi này, tay toát hết mồ hôi rồi này. Nào, mày lú ra đây. Căng thẳng quá anh em ạ. Quá căng thẳng anh em ạ. Đâu rồi? Mày lú ra đây. Lú ở đây. Ok, ngáo kìa. Ok, ngáo đen đét à. Thanh niên chắc bị lác. Thanh niên ngáo đen đét luôn. Ngáo đét đè đè. Thò cái đầu ở đây. Xin nhẹ cái đầu. Nó vẫn chưa dài anh em ạ. Căng thẳng quá. Nó lì thế nhỉ? Lì. Ôi, chạy ra lại chạy vào. Chạy ra rồi lại chạy vào. Tỷ số cân bằng là 3-3. Rồi, bây giờ lợi thế tâm lý sẽ thuộc về mình. Lợi thế tâm lý là cái quan trọng là bây giờ mình chọn súng gì nè. Trận trước chọn quả thằng này nó bắn cận chiến rất hay. Thế nên là tiểu liên và shotgun là không nên chơi. Cứ phang súng trường sát thương nó không quá nhiều. Đấy, súng trường nó thiên về bắn co quay. Bây giờ mình hiểu biết, mình biết ta thầy bắn tiểu liên và shotgun rất hay. Tôi nghĩ là như vậy, tại vì cái trận mà nó chơi cái quả súng phun lửa với cả quả MP5 mà tôi thấy căng rồi. Thế nên là mình cứ phải chơi súng trường. Đấy, chơi súng trường câu kéo nó chắc là ok hơn. Đấy, câu kéo nó thầy rất thích công. Nó rất thích tấn công mình đều. Ui, đi nhanh nhỉ. Ấy ạ, đấy, rất là hay công nhau nhá. Ôi, làm sao? Té. Đấy, Sunny sẽ bút mình một tí giáp, có trúng đam mình không chết. Đấy, chạy qua đây á. Bạn đã bị lừa. Nó đã nghĩ là mình đang nấp ở đằng sau cái container, nhưng thực sự là không phải như thế. 4-3. Thằng cu này mất bình tĩnh anh em ạ. Tôi đảm bảo thằng này mất bình tĩnh rồi. Cơ hội bây giờ dành cho mình. Bây giờ mình cái chính là mình bớ được vị trí của nó trước. Đây rồi. chính là mình bớ được vị trí của nó trước. Nó bắn sau lưng mình không sợ. Cho mày quả lựu chóng băng. Đây, mày. Ui, nó yếu lắm rồi anh em ạ. Ôi, thằng này man này ri đấy. Thằng kẻ phản diện rồi. Xong rồi anh em ạ. Là thằng kẻ phản diện rồi. Cầm Nairi và tự quay keo. Tại sao ấy không đục được keo ra. Tôi cũng chẳng đục được keo vào. Nó không bắn ra ở trong chỗ mình. Mình thì đục vào bên trong. Học ơi, làm kẻ phản diện rồi. Ui, thế thì thôi, mình lại xin phép được chiến thắng ạ. Không đục được keo anh em ạ. Và Nairi ta không đục được keo. Đạn và trúng vào keo của Nairi là sẽ cộng 250 máu mỗi giây, không đục được keo. Wow, chịu rồi. Chiến thắng. Chiến cơ mờ nó thắng vô địch và siêu chức vô địch quá ngọt ngào dành cho Riaki. Siêu trao cúp rồi và đã đến lúc được trao cúp rồi. Siêu đi anh em và anh em comment siêu đi. Ok, gà nhất Việt Nam là ta đã giành được chức vô địch của cúp độc lang chiến mùa này. Trao cúp
Trong hộp này chúng ta sẽ có đó là cái chúng ta sẽ có đó là cái hành động trao cúp cộng thêm với cả cái dù cộng thêm với cả một cái hình nền thì phải. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, trao cúp, trao cúp, trao cúp. Hành động xưng vương. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, đẹp trai, được xinh gái nha. Còn bây giờ thì xin chào và see you. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. See you. Comment see you đi anh em. See you.